Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức giáo dục ở Vĩnh Phúc. Xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào lớp để thầy trao đổi về các nội dung ôn tập theo giới hạn ôn tập của Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc đã ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2020. Ở các buổi học trước thì thầy đã hướng dẫn cho các em cả hai khối 7 văn bản chung các em nha. Đó là luật viên chức 2010, luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009. Rồi chúng ta thấy văn bản hợp nhất số 02 về nghị định đánh giá cán bộ công chức viên chức. Văn bản thứ tư đó là chúng ta học về nghị định 30 về công tác văn thư. Văn bản thứ năm đó là nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước ta. Văn bản số 6 đó là quyết định số 16 về ban hành quy định về đạo đức nghề nghiệp, đúng không? Đạo đức nhà giáo. Còn văn bản thứ bảy dù trong công văn của sở nó văn bản riêng nhưng chúng ta thấy là đó là thông tư số 20, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy nó đây văn bản chung cho cả các bạn tiểu học và trung học cơ sở. Đó là 7 văn bản chung. Và theo lịch thì thầy đã gửi đến lớp chúng ta, tuần này chúng ta sẽ học 6 buổi và chúng ta sẽ học vào buổi trưa thứ ba tối thứ ba, trưa thứ năm tối thứ năm và trưa thứ bảy tối thứ bảy. Thì lịch học ở trưa thứ ba thầy sẽ hướng dẫn cho các em, các bạn tiểu học chúng ta học 2 văn bản riêng, đó là điều lệ trường tiểu học theo văn bản nhất số 03 và thông tư liên tịch số 21 các em nhá. Đó thì buổi trưa chúng ta học các từ khóa, buổi tối thì chúng ta thực hành các bộ đề trắc nghiệm của văn bản hợp nhất số 03 về ban hành điều lệ trường tiểu học và thông tư liên tịch số 21. Thế còn đến thứ năm thì buổi học đó sẽ dành cho các bạn ở khối trung học cơ sở. Các em buổi trưa sẽ học các từ khóa của thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học và thông tư liên tịch số 22 các em nhé. Và buổi tối thì chúng ta thực hành bộ đề của hai các bản này. Còn đến trưa thứ bảy và tối thứ bảy thì chúng ta bắt đầu làm các bộ đề trắc nghiệm 60 câu cho cả hai khối các em nhé. Thì chúng ta nhớ lịch học này và theo một quy trình như vậy để đảm bảo các em với tiến độ theo lịch thi của chúng ta là đến ngày 25-26 tháng 4 thi các em nhé. Còn hiện tại thì Vĩnh Phúc thì hiện tại thì vẫn chưa nắm được cái thông tin là hoãn liên quan đến dịch Covid các em nhé. Nếu các em có thông tin gì mới các em cập nhật gửi cho thầy. Còn bây giờ thầy sẽ dạy theo lịch trình như vậy các em rõ chưa? Và bây giờ buổi học ngày hôm nay dành riêng cho các bạn ôn thi tiểu học các em nhé. Các bạn trung học có vào thì chúng em vui lòng tạm ra để buổi sau chúng ta học vào trưa thứ năm và tối thứ năm các em nhé. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn hai bản riêng dành cho bạn ôn thi khối tiểu học. Đầu tiên đó là điều lệ trường tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03 các em nhé. Và văn bản thứ hai đó là thông tư liên tịch số 21 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như liên tịch với Bộ Nội vụ, đúng không ạ, ban hành về quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học công lập. Và xin chào tất cả các em. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp về văn bản đầu tiên mà khác biệt với các bạn trung học cơ sở, đúng không? Đây là văn bản của bạn dành cho tiểu học các em nhé. Thầy nhắc lại được chưa? Thì chúng ta đi vào điều lệ của trường tiểu học theo văn bản hợp nhất số 03. Nội dung đầu tiên thì chúng ta biết là ở trong điều lệ này thì chúng ta các em chỉ được giới hạn 11 nội dung thôi các em nhé. Chúng ta học 11 nội dung trong điều lệ thôi. Thì nội dung thứ nhất nó nằm ở điều 2, đó là vị trí trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thì câu hỏi thường có, người ta hỏi đâu là vị trí của trường tiểu học trong quốc dân. Chúng ta nhớ cái từ khóa đầu tiên nó là cơ sở giáo dục phổ thông, các em gạch chúc thầy. Có thể sửa sở thành là cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở vùng chuyên. Thì chúng ta nhớ phải từ khóa là cơ sở phổ thông, đúng không ạ? Rồi các em gạch cho thầy từ có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, thiếu một trong ba từ này thì đều là sai các em nhé. Đấy là phải có tư cách pháp nhân, nghĩa là có người đứng đầu chịu trách nhiệm, có tài khoản và con dấu riêng. Đó là nội dung thứ nhất ở điều lệ trường tiểu học các em nhé. Chúng ta đi tiếp vào nội dung thứ hai nằm ở điều 3 về nhiệm vụ quyền hạn của trường tiểu học. Người ta sẽ hỏi là bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn của trường tiểu học, thì các em phải trả lời cho thầy là 9 các em nhé. 9 thì các em nhớ cho thầy công thức là 4T cộng 2Q cộng PHX các em nhé. Đấy, để nhớ 9 nhiệm vụ quyền hạn của trường tiểu học thì các em nhớ cho thầy công thức là 4T cộng 2Q cộng PHX. Thì 4T đây được hiểu, T thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng là T tổ chức giảng dạy học tập các em nhé. T thứ hai là chúng ta thấy là T thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. T thứ ba là chúng ta thấy là tổ chức cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Và T thứ tư đó là gì, là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác. Đấy là 4T các em nhé. 4T được hiểu, thứ nhất là tổ chức giảng dạy học tập, T thứ hai là thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, T thứ ba là tổ chức cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, và T thứ tư là thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác. Thì đấy là 4T. Còn 2Q thì chúng ta được hiểu, Q thứ nhất là Q quản lý cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh,
Quy thứ hai là quản lý sử dụng đất đai, em nhớ đấy là hai quy. Quy thứ nhất là quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, và quy thứ hai đó là gì? Là quản lý sử dụng đất đai. Đấy là hai quy. P, đây chính là P, chính là phối hợp với gia đình, tổ chức và cá nhân. Đây là P. Đấy là phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân. Đúng không ạ? H chính là thấy là huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi. Đấy là H. H là huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi. Còn X chúng ta thấy là chính là xây dựng phát triển nhà trường. X là xây dựng phát triển nhà trường. Các em nhá, chúng ta nhớ công thức 9 nhiệm vụ quyền hạn của trường tiểu học, là công thức là 4T cộng 2Q cộng PHX các em nhá. Đấy là xong nội dung thứ hai trong giới hạn của điều lệ trường tiểu học. Bây giờ chúng ta đi tiếp nội dung thứ ba, đó là quy định ở điều 17 về lớp học, tổ học sinh, khối lớp học và điểm trường. Thì người ta sẽ hỏi là mỗi lớp học là có bao nhiêu học sinh, thì chúng ta nếu hỏi như vậy chúng ta nhớ là không quá 30 học sinh. Đấy, người ta hỏi mỗi lớp học ở trường tiểu học thì có bao nhiêu học sinh, thì nhớ là không quá 35 học sinh. Thế còn câu hỏi người ta hỏi là gì, mỗi lớp học có không quá bao nhiêu học sinh, thì chúng ta nhớ chọn là 35 học sinh các em nhá. Đấy là hai dạng câu hỏi. Nếu hỏi mỗi lớp học có không quá bao nhiêu học sinh thì chúng ta trả lời 35 học sinh. Các em rõ chưa? Đó thì chúng ta thấy các cái dạng như vậy được chưa? Tiếp theo thì người ta sẽ câu hỏi về liên quan đến tổ chuyên môn các em nhá. Người ta có thể hỏi thêm là ở điều 17 có mấy khoản, thì chúng ta nhớ cho thầy ở đây là nó có 4 khoản các em nhá, có 4 khoản được chưa? Đấy thì ở cái nội dung là như vậy được chưa? Tiếp theo họ sẽ hỏi ở nội dung thứ tư ở điều 18 về tổ chuyên môn các em nhá. Thì người ta hỏi là điều 18 có mấy khoản, thì các em nhớ thầy trả lời có 3 khoản được chưa? Người ta hỏi là tổ chuyên môn gồm những ai, thì chúng ta nhớ là em gạch cho thầy là gì, giáo viên này một này, rồi viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục các em nhá. Đấy, có thấy gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, thì đấy là tổ chuyên môn. Người ta hỏi là mỗi tổ thì có bao nhiêu thành viên, nếu hỏi mỗi tổ có bao nhiêu thành viên thì chúng ta nhớ phải có từ gạch chân là ít nhất 3 thành viên. Mỗi tổ có bao nhiêu, mỗi tổ chuyên môn có bao nhiêu thành viên, nhớ là có ít tăng gạch từ ít nhất là 3 thành viên. Thế người ta hỏi là mỗi tổ có ít nhất bao nhiêu thành viên, người ta chỉ chọn là gì, là 3 thành viên. Đấy là cách thức như vậy đúng không ạ? Thế tiếp theo hỏi là khi nào thì tổ chuyên môn sẽ có thêm một tổ phó đúng không? Sẽ có thêm tổ phó, thì nhớ là khi có đủ, khi có từ 7 thành viên trở lên nhá. Khi nào tổ chuyên môn có tổ phó, có một tổ phó đấy, thì chúng ta nhớ gạch là gì, khi có 7 thành viên trở lên các em nhá. Tiếp là hỏi là có bao nhiêu nhiệm vụ của tổ chuyên môn, thì các em trả lời cho thầy là 3 nhiệm vụ, và công thức là 2T cộng 1X. 2T đây chính T thứ nhất là thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, T thứ hai là tham gia đánh giá xếp loại các em nhá. Đấy, còn X chính là xây dựng kế hoạch hoạt động. Đấy, để nhớ 3 nhiệm vụ của tổ chuyên môn thì công thức là gì, 2T cộng 1X. T thứ nhất là thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, T thứ hai là tham gia đánh giá xếp loại đúng không ạ? X chính là xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ đúng không ạ? Thì nhớ 3 nhiệm vụ của tổ chuyên môn. Tiếp vào hỏi là tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ mấy tuần một lần, thì chúng ta nhớ là gì? Nhớ là 2 tuần một lần đúng không? Anh nhớ thì nhớ 2 tuần em nhớ, 2 tuần một lần đúng không ạ? Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 2 tuần một lần. Anh nhớ là con số 2 tuần được chưa? Đó là nội dung thứ tư. Chúng ta đi vào nội dung thứ năm ở điều 29 về hoạt động giáo dục. Họ hỏi là có mấy hoạt động giáo dục ở các trường tiểu học, thì chúng ta nhớ là 2 em nhớ. Đó là gì, hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và ngoài giờ lên lớp. Nhớ là trong và ngoài thì dễ nhớ, trong giờ lên lớp và ngoài giờ lên lớp em nhớ, trong và ngoài. Hỏi mấy hoạt động giáo dục ở các trường tiểu học, nhớ là 2, và cụ thể nó là gì, trong giờ lên lớp và ngoài giờ lên lớp. Câu hỏi tiếp là hoạt động giáo dục nhằm mục đích gì, thì em gạch chân giúp trời để trả lời, đó là rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu ấy, em nhớ, rồi giúp đỡ học sinh yếu để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý các em nhá. Đó thì nó nhớ là mấy là mục đích. Tiếp theo hỏi về hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp thì được thực hiện thông qua hoạt động nào, thì các em hoạt động cái việc gì, dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn các em nhá. Đấy, thông qua việc dạy học các môn học gì bắt buộc và tự chọn, và nhá chứ không phải là hoặc. Đấy, và nghĩa là đồng thời các em nhá. Mọi người tiếp hỏi hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp tiến hành thông qua dạy bắt buộc này, tự chọn chương trình phổ cập cấp tiểu học do ai ban hành. Đấy, liên quan đến câu hỏi ban hành thì nhớ trong luật giáo dục cũng như là trong điều lệ đấy, cái hỏi ai ban hành thì 100% em chọn là thầy thẩm quyền là gì, bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo các em nhá. Đó là như vậy. Tiếp theo hoạt động ngoài giờ lên lớp thì hỏi gồm các hoạt động nào, thì các em gạch chân cho thầy là
ngoại khóa, vui chơi thể dục thể thao, đúng không ạ? Tham quan du lịch, giao lưu văn nghệ, cái này thì học hết rồi. Hoạt động bảo vệ môi trường, lao động công ích và hoạt động xã hội khác, các em nhá. Thì nội dung của điều 29 hoạt động giáo dục, nên nhớ cho thầy là có hai hoạt động giáo dục trong trường học, đó là trong và ngoài giờ lên lớp. Mà chúng ta hiểu trong thì chúng ta thấy là chúng ta thấy là gồm những hoạt động về thông qua việc nào, nhớ là việc dạy và học các môn học bắt buộc hoặc mà tự chọn, rồi cái này do ai ban hành thì nhớ là bộ trưởng tạo ban hành. Ngoài giờ lên lớp thì gồm những hoạt động nào thì nhớ ngoại khóa này, đúng không, vui chơi thể dục thể thao nhá. Và đó thì chúng ta cách nhớ như vậy. Vâng, chào bạn Ngọc Hà, xin mời em và các bạn ta cùng học tiếp các nội dung của điều lệ trường tiểu học em nhé, theo giới hạn của Vĩnh Phúc. Thì chúng ta đi tiếp ở nội dung thứ 6 về điều 31 về đánh giá xếp loại học sinh. Họ sẽ hỏi là quy định về đánh giá xếp loại học sinh nằm ở điều bao nhiêu trong điều lệ trường tiểu học, thì các em nhớ hay là điều 31 em nhé. Đấy, điều 31 em nhé. Tiếp theo họ hỏi là trường tiểu học tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh trong trình rèn luyện theo quy định đánh giá xếp loại tiểu học thì do ai ban hành. Chúng ta nhớ cứ từ ban hành này, em nhớ thẩm quyền cho thầy đó là gì, đó là bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nhé, bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo. Đấy, cứ từ ban hành là chúng ta nhớ bộ trưởng đào tạo. Tiếp theo, với học sinh tiểu học học hết chương trình học đủ điều kiện theo quy định của bộ trưởng đào tạo thì sẽ được ai xác nhận trong học bạ trong hoàn thành chương trình tiểu học, nhớ thẩm quyền này là hiệu trưởng em nhé. Tiểu học sẽ là hiệu trưởng, sẽ trường tiểu học sẽ xác nhận học bạ hoàn thành chương trình tiểu học em nhé. Chúng ta nhớ với thẩm quyền về xác nhận học bạ hoàn thành chương trình tiểu học là thẩm quyền của hiệu trưởng trường tiểu học. Tiếp theo thì với tiếp hỏi đối với cơ sở khác thực hiện chương trình tiểu học học sinh học chương trình trường học đủ điều kiện quy định của ai thì được hiệu trưởng trường tiểu học giao trách nhiệm mà bảo trợ xác nhận cho học bạ hoàn thành chương trình, thì nhớ này thẩm quyền là gì, bộ trưởng bộ giáo dục tạo quy định như thầy nói rồi trong luật giáo dục và trong điều lệ thì 90% các hỏi quy định cơ quan nào quy định ai quy định như cho là bộ trưởng đào tạo, còn ban hành thì là 100% là bộ trưởng đào tạo em nhá. Tiếp theo họ hỏi là gì ạ, đối với học sinh hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện theo học trình cơ sở khác, học sinh nước ngoài về nước thì được hiệu trưởng trường học nơi tổ chức kiểm tra cấp các giấy gì, tôi nhớ là nhớ bôi đậm chứng cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học em nhớ. Chúng ta nhớ là đáp án là cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. Đây là toàn bộ các từ khóa và nội dung câu hỏi của điều 31 về đánh giá xếp loại học sinh em nhớ. Đó là nội dung thứ 6. Chúng ta đi tiếp vào nội dung thứ 7 ở điều 34 về nhiệm vụ của học sinh, nhiệm vụ của giáo viên. Vâng, ở điều 34 là nhiệm vụ của giáo viên. Chúng ta hỏi là có bao nhiêu nhiệm vụ của giáo viên học ở trường tiểu học, thì chúng ta nhớ ở đây là có mấy ạ, chúng ta nhớ là có 6 nhá, 6 nhiệm vụ của giáo viên ở trường tiểu học. Thì em bôi đậm cho thầy từ giảng dạy giáo dục là thứ nhất, thứ hai là trau dồi đạo đức, thứ ba là học tập rèn luyện, thứ bốn là tham gia công tác phổ cập giáo dục, thứ năm là thực hiện nghĩa vụ công dân, và thứ sáu là phối hợp với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh em nhớ. Nhớ 6 nhiệm vụ của giáo viên, em nhớ gạch đầu tiên cho thầy là giảng dạy giáo dục, thứ hai là trau dồi đạo đức, thứ ba là gì, học tập rèn luyện, thứ bốn là tham gia công tác phổ cập giáo dục, thứ năm là thực hiện nghĩa vụ công dân, và thứ sáu là phối hợp với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đó là chính là 6 nhiệm vụ của giáo viên, đúng không ạ? Người ta có thể hỏi là tương tự người hỏi có bao nhiêu nhiệm vụ của giáo viên trường học thì trả lời 6, hoặc người ta hỏi là điều 34 có mấy khoản, đúng không, thì cũng trả lời là 6 em nhá. Câu hỏi giống như nhau, đấy, đều đáp án là 6 em nhá. Ta đi tiếp ở nội dung thứ 8, đúng không ạ, về điều 35 của quyền giáo viên. Thì câu hỏi người ta hỏi là gì, có mấy quyền của giáo viên của trường thực học ấy, hoặc là điều 35 có mấy khoản, thì chúng ta cùng trả lời đáp án chung đó là 5 nhá. 5 thì chúng ta thấy là đã gắn quyền bao giờ có được, em học xuyên suốt thầy hướng dẫn cho em từ luật giáo dục, luật viên chức, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy là cứ quyền là được, chúng ta thấy bao giờ gắn quyền là được, được là quyền, thì đây thứ nhất là được nhà trường tạo điều kiện, thứ hai được đào tạo nâng cao trình độ, thứ ba là được hưởng tiền lương phụ cấp, thứ bốn được bảo vệ nhân phẩm danh dự, và thứ năm là gì, được hưởng quyền khác, đúng không? Như thầy nói vui cuối bao giờ bí người ta cũng dí khác, cuối sẽ thực hiện các quyền khác em nhá. Vâng, chào bạn Nhật Nhật. Thì chúng ta thấy đấy là 5 quyền của giáo viên trường tiểu học em nhé, gắn với 5 được. Đấy, thầy nhắc lại là được nhà trường tạo điều kiện, thứ hai được đào tạo lương cao trình độ, thứ ba được hưởng tiền lương phụ cấp, thứ bốn được bảo vệ nhân phẩm danh dự, và thứ năm là được hưởng được thực hiện các quyền khác em nhé. Thì tôi nhớ là đây là điều 35 này có 5 khoản tương đương 5 quyền của giáo viên trường tiểu học em nhé. Chúng ta đi tiếp vào nội dung thứ 9 trong giới hạn, đó là điều 37 về hành vi ngôn ngữ ứng xử trang phục của giáo viên. Người ta sẽ hỏi lần lượt là hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải như thế nào, thì giáo viên trường học như thế nào, nhớ là
bôi đậm chữ chuẩn mực có tác dụng giáo dục với đối với học sinh. Đấy, nhớ từ chuẩn mực rồi có tác dụng giáo dục với học sinh. Tiếp theo hỏi là trang phục của giáo viên phải như thế nào, thì nhớ là gì, chỉnh tề phù hợp với hoạt động sư phạm em nhé. Cái bôi đậm từ chỉnh tề phù hợp với hoạt động sư phạm, đấy là nội dung của điều 37. Chúng ta đi tiếp vào nội dung của điều 38 nằm trong giới hạn thứ 10, đó là về các hành vi giáo viên không được làm em nhé. Thì họ sẽ hỏi là theo điều lệ trường tiểu học thì có bao nhiêu hành vi giáo viên không được làm. Cái này thì chúng ta cũng học trong luật viên chức 2010 thì đấy dành cho viên chức, rồi luật giáo dục chúng ta thấy với giáo viên chung. Thế còn đây với điều lệ trường tiểu học thì chúng ta thấy là cũng có các hành quy định về các hành vi giáo viên không được làm. Vâng, chào bạn Thu Ngân Anh Đức. Thì chúng ta thấy người ta hỏi là điều 38 có bao nhiêu khoản hay là có mấy hành vi giáo viên trường tiểu học không được làm, thì chúng ta nhớ là 6. Các em nhé, cái này nó giống như ở điều 19, 6 về viên chức không được làm. À, chúng ta thấy rất là rõ nhá. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ nhá. Thế còn với luật giáo dục thì chỉ là 4 thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy là rõ. Đây là trong điều lệ này thì nó giống như ở điều 19 của luật viên chức là có 6 việc viên chức giáo viên không được làm. Thì thứ nhất em bôi đậm từ xúc phạm danh dự nhân phẩm nhá, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Thứ hai là xuyên tạc nội dung giáo dục. Thứ ba là cố ý đánh giá sai kết quả. Thứ bốn là ép học sinh học thêm để thu tiền. Cái này thì đã thấy ở trong nội dung này trong luật giáo dục rất rõ ở điều 75 có thấy là rõ. Rồi thứ năm là ép là uống rượu bia, hút thuốc lá, đúng không? Và thứ sáu là bỏ giờ bỏ buổi dạy em nhá. Thì chúng ta nhớ là 6 việc 6 hành vi mà giáo viên trường tiểu học được làm, đó là một là xúc phạm danh dự nhân phẩm, hai là xuyên tạc nội dung giáo dục, ba là cố ý đánh giá sai kết quả học tập rèn luyện, thứ bốn là ép buộc học sinh học thêm thu tiền, thứ năm là uống rượu bia, thứ sáu là bỏ giờ bỏ buổi dạy em nhá. Đấy là 6 hành vi mà giáo viên trường tiểu học không làm. Đấy là nội dung thứ 10. Chúng ta đi vào nội dung thứ 11, nội dung cuối cùng nhưng cũng là dài nhất. Này là toàn bộ của chương 5 quy định về học sinh các em nhá. Thì chúng ta thấy là ở điều 40 về tuổi học sinh tiểu học, đúng không ạ? Họ sẽ hỏi là tuổi học sinh của tiểu học là bao nhiêu tuổi, thì nếu bắt đầu từ bôi đậm là từ 6 đến 14 tuổi nhá. Tuổi học sinh tiểu học nhưng bôi đậm là từ 6 đến 14 tuổi. Vâng, chào bạn Lê Thị Thu Thủy, em cho chưa? Tiếp theo thì chúng ta đã nhớ là tuổi vào lớp 1 là bao nhiêu tuổi, thì em nhớ là gì? Là 6 tuổi, các em nhá, mốc là 6 tuổi. Còn người ta hỏi là nào, đối tượng nào thì sẽ vào lớp 1 từ 7 đến 9 tuổi nhá. Đối tượng nào sẽ hay, học sinh đối tượng nào thì sẽ vào học lớp 1 là từ 7 đến 9 tuổi, thì em gạch chân cho thầy đó, đối tượng là trẻ em vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, rồi người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em thuộc hộ nghèo, rồi trẻ em nước ngoài về nước, đúng không? Thì nhớ vào lớp 1 là từ 7 đến 9 tuổi và bình thường là chúng ta là 6 tuổi. Thế người ta hỏi đối tượng nào, hay là hỏi là trẻ em khuyết tật vào lớp 1 mấy tuổi, nhưng nhớ là bôi đậm từ 7 đến 14 tuổi em nhá. Đó thì thầy nhắc lại độ tuổi vào lớp 1 bình thường của trẻ em bình thường là 6 tuổi. Thế còn với các đối tượng trẻ em vùng địa khó khăn này, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nương tựa, trẻ em hộ nghèo, rồi trẻ em nước ngoài về, thì nhớ là từ 7 đến 9 tuổi. Còn với trẻ em khuyết tật thì chúng ta nhớ là từ 7 đến 14 tuổi. Vâng, chào bạn Thái Salem. Thì em nhớ về tuổi học vào lớp 1 như vậy em nhá. Thế còn chúng ta thấy là với cái thủ tục mà được xem xét vào các trẻ em học vào vườn lớp ấy, thì chúng ta thấy người hỏi có mấy bước ấy, thì chúng ta nhớ là có 3 bước nhá. Đấy, 3 bước rất là rõ, được chưa? Rồi ta thấy với cái thủ tục dành cho trẻ em ở nước ngoài về thì có mấy bước hay mấy, thì chúng ta nhớ trả lời có 2 bước các em nhá. Thì chúng ta nhớ với trẻ em học vượt lớp thì có 3 bước, thế còn với các bạn học sinh ở nước ngoài về thì thủ tục đây thì thành cho 2 bước các em nhá. Đấy là như vậy, được chưa? Đấy là nội dung ở điều 40, chúng ta có những câu hỏi như vậy. Chúng ta đi tiếp ở điều 40A, đây là điểm rất mới được đưa vào bổ sung ở đây. Để liên quan đến học sinh chuyển trường thì họ hỏi là gì? Liên quan đến hồ sơ của học sinh tiểu học chuyển trường ấy thì có mấy hồ sơ? Thì các em trả lời cho thầy là có 4 hồ sơ. Thứ nhất là 4 nhất là văn đơn xin học, hai là học bạ, thứ ba là bản sao giấy khai sinh và thứ bốn là bảng kết quả học tập em nhá. Đây là có 4 hồ sơ để chuyển trường. Còn thủ tục chuyển trường thì chúng ta nhớ là có mấy bước ở đây. Về thủ tục chuyển trường thì chúng ta thấy các em cần phải nắm cho thầy là có 5 bước nhá. Đấy, đó có mấy bước nhớ có 5 bước rất là rõ. Đó, 5 bước. Và chúng ta sẽ hỏi công thức ở đây, người ta hỏi là gì ạ? Thời hạn bao nhiêu ngày ấy, đúng không? Bao nhiêu ngày để hiệu trưởng nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn là 1 ngày em nhá, đồng ý tiếp nhận đơn là 1 ngày. Thế còn liên quan đến trả hồ sơ thì em nhớ là 3 ngày làm việc. Thế còn liên quan đến xếp lớp là 1 ngày làm việc. Đấy, người ta
Em nhớ công thức về cái ngày, em nhớ thầy là 1 1 3 1 1 3 1 nhá. Một một ngày đầu tiên là liên quan đến cái việc đồng ý tiếp nhận đơn, đúng không? Thứ hai, 3 ngày là liên quan đến cái việc mà trả hồ sơ, và một ngày là liên quan đến cái việc mà hiệu trưởng nơi nơi đến ấy, tiếp nhận và xếp lớp, ta nhớ từ xếp lớp nhá, thì là một ngày. Đấy cái mẹo vậy, chúng ta nhớ công thức 1 3 1 là như vậy các em nhá. Đó là điều 40A. Chúng ta đi tiếp vào điều 41 của nhiệm vụ học sinh. Họ sẽ hỏi là điều 41 có mấy khoản hay là có mấy nhiệm vụ của học sinh trường tiểu học, thì các em trả lời cho thầy là 5 nhá. Đều đáp án là 5 cả. Thì nhớ thứ nhất cho thầy là thực hiện đầy đủ, đúng không ạ? Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập. Thứ hai là hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Thứ ba là rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân. Thứ bốn là tham gia hoạt động tập thể. Thứ năm là gì, góp phần bảo vệ truyền thống của nhà trường. Đấy là 5 nhiệm vụ của học sinh tương đương 5 khoản của điều 41. Đó là thực hiện đầy đủ và có kết quả học tập, hoạt động tập. Thứ hai là hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Thứ ba là rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân. Thứ bốn là tham gia hoạt động tập thể. Thứ năm là góp phần bảo vệ phát huy truyền thống của nhà trường em nhá. Thì nhớ là 5 nhiệm vụ học sinh là như vậy ở điều 41. Tiếp theo ở điều 42, đúng không ạ, về quyền của học sinh, họ cũng hỏi tương tự là điều 42 có mấy khoản hoặc là có mấy quyền của học sinh. Thì ta nhớ rồi, đúng không ạ, tôi trả lời là 6. 6 quyền này tương đương 6 được, 6 từ được em nhá. Được thứ nhất là được học ở một trường lớp, đúng không ạ, hoặc là cơ sở dục khác. Hai, được học vượt lớp, học lưu ban. Thứ ba, được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng. Thứ bốn, được tham gia hoạt động nhằm phát triển năng khiếu. Thứ năm là được nhận học bổng. Thứ sáu, được hưởng các quyền khác. Đấy, chúng ta thấy là có 6 quyền tương đương 6 được, đúng không ạ, của học sinh. Một là được học một trường lớp hoặc là cơ sở dục khác. Hai là được học vượt lớp, học lưu ban. Thứ ba, được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng. Thứ bốn, được tham gia các hoạt động phát triển năng khiếu. Thứ năm là được nhận học bổng, và thứ sáu là được hưởng các quyền khác. Đó là 6 quyền 6 được của học sinh em nhá. Tiếp theo ở điều 43 về các hành vi mà học sinh không được làm, thì chúng ta người ta hỏi là điều 43 có mấy khoản hay có mấy hành vi mà học sinh không được làm, thì ta nhớ cho thầy là trả lời là 3 em nhá. Đấy, chúng ta nhớ là 3. Đấy, mà gọi là 2G1V đấy. Đấy, gian dối trong học tập rồi gây rối an ninh trật tự, nên 2G. Phần V chính là vô lễ, xúc phạm nhân phẩm danh dự nhá. Đấy, chúng ta nhớ là có 3 hành vi mà học sinh làm, 2G1V. G thứ nhất là gian dối trong học tập kiểm tra. G thứ hai là gây rối an ninh trật tự, và V chính là vô lễ, xúc phạm nhân phẩm danh dự em nhá. Đó là nội dung của điều 43. Chúng ta đi tiếp ở nội dung của điều 44. Đó là về khen thưởng kỷ luật đối với học sinh trường tiểu học. Thì nó thấy là với học sinh mà có thành tích trong học tập rèn luyện, thì thấy người ta hỏi có mấy hình thức khen thưởng, thì các em trả lời cho thầy là 3. Có 3 hình thức khen thưởng. Thứ nhất là khen trước lớp em nhá. Thứ hai là khen thưởng các danh hiệu. Thứ ba là hình thức khác. Đấy, khen thưởng hình thức khác. Thì chúng ta nhớ có 3 hình thức khen thưởng của học sinh tiểu học. Một là khen trước lớp, hai là khen thưởng danh hiệu, thứ ba là khen thưởng khác. Đấy, có 3. Tiếp theo hỏi về kỷ luật, mấy biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học, thì các em trả lời cho thầy là 2 nhá. Thứ nhất là nhắc nhở phê bình, thứ hai là gì, thông báo với gia đình các em nhá. Đấy, có 2 biện pháp để liên quan đến sự liên quan đến học sinh tiểu học đấy mà vi phạm khuyết điểm ấy, các em nhá. Thì thứ nhất là nhắc nhở phê bình. Đấy, thứ hai là gì, thông báo với gia đình. Đấy là toàn bộ nội dung 11 nội dung trong giới hạn của Vĩnh Phúc cho điều lệ trường tiểu học. Thì thầy đã trao đổi với các em từ khóa cũng như các dạng thức câu hỏi, thì em nắm rõ rồi, chúng ta làm bộ đề mà thầy đã gửi lên lớp các em nhá. Thầy nhắc lại bộ đề thầy đã gửi lên lớp, các em vào lọ lấy. Thì các em dùng máy tính ấy, thì các em nhìn chữ bên phải bên màn hình máy tính là thấy chữ Vĩnh Phúc 120, thì các em nháy vào đó là có thông tin đầy đủ lịch học mà mỗi thứ hai hàng tuần thầy up lên, rồi có đầy đủ tài liệu bộ đề các em nhá. Các em cứ kéo xuống, đúng không ạ, mà thầy sẽ đi ghi theo lịch trình thời gian. Rồi có bài giảng, đúng không ạ, bài giảng từ khóa, bài giảng chữa bộ đề của từng văn bản theo giới hạn của Vĩnh Phúc. Đấy, thì lịch trình từng ngày thầy dạy, thầy ghi rất rõ tên bài giảng, rồi tên bài giảng từ khóa, bài giảng chữa bộ đề của từng văn bản rất là kỹ càng. Còn các em dùng điện thoại thì các em kéo xuống nhá, một đoạn thì nhìn thấy cái dòng chữ là chủ đề bài viết phổ biến ấy, thì các em sẽ thấy tên lớp Vĩnh Phúc 120. Đó, thì nó giống như trong máy tính như thầy hướng dẫn là đầy đủ, có đầy đủ thông tin về lịch học, tài liệu bộ đề cũng như bài giảng từ khóa, đúng không ạ, bài giảng chữa bộ đề của từng văn bản lần lượt, rất là logic, thầy đã sắp xếp như vậy rồi. Thế còn trường hợp em chỉ cần lấy tải tài liệu thôi ấy, thì các em dùng máy tính các em nháy vào chữ file ở bên trái màn hình là chúng ta thấy có cái file về phần chung là dành cho cả hai khối tiểu học và trung học cơ sở, còn phần riêng thì thầy thiết kế phần riêng cho tiểu học riêng, đúng không ạ, và phần chung
ở phần riêng cho trung học cơ sở em nhá. Rất rõ ràng như vậy rồi, thầy nhắc lại thì mỗi học mỗi văn bản xong thì học từ khóa xong đúng không, các giải thích câu hỏi thì buổi sau đó thì chúng ta sẽ làm bộ đề đó, em làm trước và tối thầy chỉ trách nhiệm là giải đáp cho em để nhanh để tiết kiệm thời gian. Như hôm nay chúng ta các bạn tiểu học đúng không ạ, buổi trưa chúng ta học các từ khóa của điều lệ trường tiểu học và thông tư liên tịch số 21, thì buổi tối nay chúng ta sẽ làm bộ đề của hai văn bản này luôn. Rồi đến thứ năm thì dành cho các bạn trung học cơ sở, buổi trưa các em sẽ học từ khóa của thông tư số 12 ban hành điều lệ trường học cũng như là thông tư liên tịch số 22. Buổi tối thì chúng ta sẽ làm bộ đề trắc nghiệm hai bản đó. Còn đến thứ bảy buổi trưa và buổi tối chúng ta bắt đầu làm bộ đề 60 câu các em nhé. Thì thầy thông báo lúc đầu giờ thầy nói rồi, nhưng bây giờ thì các em vào đông hơn thầy nhắc lại một lần nữa để chúng ta nhớ cái lịch các em nhé. Bây giờ chúng ta đi vào văn bản thứ hai của các bạn tiểu học các em nhé. Đó là thông tư liên tịch số 21 quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học công lập. Thì chúng ta biết với văn bản này thì Vĩnh Phúc giới hạn hai nội dung các em nhé, thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là nội dung 1 là điều 5 về giáo viên tiểu học hạng 3 với mã số V.07.03.08. Chúng ta phải nhớ này, người ta hỏi đấy, người ta hỏi là giáo viên tiểu học hạng 3 có mã số nào thì nhớ là gì, V.07.03.08 các em nhá. Đấy, hoặc là điều 5 của thông tư liên tịch số 21 có tên là gì thì chúng ta nhớ là gì, giáo viên tiểu học hạng 3. Thì thầy nói lại về cái hạng này, chúng ta biết rồi, với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học chúng ta có 3 hạng, sẽ sắp xếp là hạng 2, hạng 3, hạng 4. Đấy, các em vào tới em thi đỗ viên chức chúng ta vào sẽ xếp ở hạng 4 nhá. Sau đó thì chúng ta lên thi lên hạng 3, tăng hạng 3 rồi đến hạng 2. Thế còn các bạn mà trung học cơ sở và trung phổ thông chúng ta cũng có 3 hạng, nhưng mà họ sẽ sắp xếp là hạng 1, 2, 3. Đấy, khi các em vào thì nó sẽ là hạng 3 rồi sau đó thi lên hạng 2, hạng 1. Hạng 1 là cao nhất. Đấy, còn quay lại với các bạn tiểu học này thì chúng ta là hạng 2 là cao nhất các em nhá. Thì bây giờ chúng ta đang học ở hạng 3. Đấy, hạng 3 là hạng giữa nhá, hạng giữa, được chưa? Thì chúng ta thấy là người ta sẽ hỏi là gì đây, là có bao nhiêu nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 các em nhá. Thì các em phải trả lời cho thầy ở đây là có 6 nhiệm vụ các em nhá, 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3. Thì em gạch ở cái này để nhớ, người ta hỏi đâu là nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai sẽ lần lượt như thế nhá. Thì các em nhớ cho thầy, thì chúng ta gạch từ làm báo cáo viên nhá, làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa, được chưa, với giáo viên hạng 3. Từ nhiệm vụ thứ hai là hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm, đó là nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ ba là nhớ là chủ trì nội dung bồi dưỡng sinh hoạt chuyên đề các em nhá, chủ trì các nội dung bồi dưỡng sinh hoạt chuyên đề. Nhiệm vụ thứ tư là tham gia công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, tham gia công tác kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, vâng, cho bạn Nguyễn Ngân. Thứ năm em bôi động là từ tham gia ban giám khảo hội thi các em nhá, tham gia ban giám khảo hội thi, đấy là nhiệm vụ thứ năm. Và nhiệm vụ thứ sáu là tham gia tổ chức đánh giá hội thi nhá, tham gia đánh giá hội thi, để sau người ta hỏi đâu là nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đến thứ sáu của giáo viên tiểu học hạng 3 thì chúng ta nhớ nhá. Còn người ta hỏi là chắc chắn khi câu hỏi người ta hỏi ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 4 đúng không, giáo viên tiểu học hạng 3 thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ, nhớ là 6 nhá, chúng ta nhớ như vậy, được chưa? Thì các em rõ chưa? Đấy, thì nhớ câu hỏi là nhớ là có 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 các em nhá. Tiếp theo người ta sẽ hỏi về tiêu chuẩn và trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 3. Thì chúng ta định hình chung trong này rất dễ nhớ, với cái hạng 3 này thì chúng ta có 4 tiêu chuẩn. Nhớ tiêu chuẩn thứ nhất là sẽ là về chuyên môn, tiêu chuẩn thứ hai là về ngoại ngữ, tiêu chuẩn thứ ba sẽ về tin học, và tiêu chuẩn thứ tư là liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 3 đó các em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ, nghĩa là chỉ có hạng 3 và hạng 2 thì có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên của hạng ấy thôi, hạng 4 thì chúng ta vào chưa có nhá, vì chúng ta thi lên hạng nào thì chúng ta mới chứng chỉ hạng đó, vì sau đó chúng ta từ hạng 3 là vào hạng 2 các em nhá. Đấy, còn bây giờ các em đã thi viên chức là vào hạng 4 ấy rồi đúng không? Vâng. Thì thầy nhắc lại về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của giáo viên tiểu học hạng 3. À, chúng ta nhớ là 4 và hiểu đầu tiên là tiêu chuẩn về chuyên môn. Chuyên môn chính là em có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy đúng không? Thì chúng ta vẫn đang áp dụng với luật giáo dục 2005 sửa đổi 2009. Thế còn sắp tới trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học đúng không? Thì chúng ta thấy là bắt đầu từ trình độ đại học rồi, sẽ theo luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ mùng 1/7/2020 các em nhá. Còn tiếp theo như thầy nói là cái trình độ về ngoại ngữ bậc 2 theo thông tư số 01/2014 của
Bộ Giáo dục Đào tạo, đúng không? Đó thì chúng ta nhớ bậc 2 đây chính là A2, đấy, bậc 1 chính là A1, bậc 2 là A2, bậc 3 chính là B1, đúng không? Bậc 4 chính là B2. Đấy, chúng ta thấy cứ như vậy, bậc 5 sẽ là C1 và bậc 6 là C2. Em nhận khung 6 bậc là như thế để các em biết. Hoặc là chứng chỉ tiếng dân tộc, đối với khi làm yêu cầu tiếng dân tộc các em nhá. Thì các em thấy là cái tiêu chuẩn thứ hai là về ngoại ngữ, tiêu chuẩn thứ ba là về tin học, thì cái này thì học xuyên suốt tất cả các hạng rồi. Theo thông tư số 03/2014 các em nhá. Về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin các em nhá. Và tiêu chuẩn thứ tư thầy nói là có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 3. Em nhớ có thầy 4 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng với giáo viên tiểu học hạng 3. Tiếp theo về tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 3. Thì các em nhớ người ta hỏi là có bao nhiêu tiêu chuẩn về về năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học hạng 3. Thì các em nhớ cho thầy ở đây là 7, có 7 các em nhá, có 7 tiêu chuẩn rất là rõ, được chưa ạ? Thì tôi nhớ các từ khóa người ta hỏi sẽ là đâu là tiêu chuẩn thứ nhất về năng lực chuyên môn của giáo viên hạng 3, nên nhớ từ khóa ở đây đó là nắm vững chủ trương, đấy, đường lối chính sách của Đảng. Thứ hai là thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Thứ ba là vận dụng linh hoạt. Thứ bốn là gì? Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, đúng không ạ? Thứ năm là thường xuyên vận dụng và có khả năng đánh giá. Thứ sáu là được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và tôi nhớ bôi đậm chữ cấp trường trở lên các em nhá. Được công nhận là chiến sĩ thi đua rồi giáo viên dạy giỏi, giáo viên phụ trách giỏi cái thứ đấy, giáo viên chủ nhiệm giỏi mà cấp trường trở lên. Và thứ bảy là nhớ liên quan đến thăng hạng từ giáo viên tiểu học 4 lên chức danh giáo viên học 3 đấy, thì em nhớ cái thời gian nhá, phải có tương đương là 3 năm trở lên, thời gian giữ chức danh hạng 4 hoặc tương đương là từ 3 năm trở lên. Đấy, trong đó thời gian giữ chức danh tiểu học hạng 4 là từ đủ 1 năm. Đấy. Và điều kiện nữa là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trước khi xét hoặc thi thăng hạng là từ đủ 1 năm trở lên. Chúng ta công thức đây là 311, đúng không? Và nhớ là về điều kiện giữ chức danh tiểu học hạng 4 là chúng ta phải là 3 năm trở lên, rồi liên quan đến cái về bằng, nghĩa là giữ đủ chức danh hạng 1 này là 1 năm, rồi có bằng tốt nghiệp cao đẳng trước khi thi hoặc xét cũng là 1 năm. Đấy, và nhớ 7 cái tiêu chuẩn, đúng không ạ, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 các em nhá. Đó là như vậy. Tiếp theo chúng ta đi tiếp nội dung thứ hai trong giới hạn về thông tư liên tịch số 21 dành cho các bạn tiểu học. Đó là điều 6 là giáo viên tiểu học hạng 4 các em nhá. Với người ta hỏi mã số bao nhiêu thì nhớ bôi đậm cho thầy là mã số V.07.03.09 các em nhá. Thì chúng ta toàn nhớ như vậy. Còn với hạng 3 thì chúng ta biết rồi, V.07.03.08. Còn hạng 4 thì chúng ta là V.07.03.09, chúng ta đi ngược lên. Vì chúng ta thấy là cái hạng 4 là thấp nhất, rồi đến hạng 3, hạng 2 em nhá. Đấy, thì ta nhớ mã số. Thì người ta sẽ hỏi là gì, là có bao nhiêu nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 4. Thì các em cần trả lời cho thầy là ở đây tất cả là có 9 nhiệm vụ các em nhá. 9 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 4 các em nhá. Đấy, hạng 4 là nhiều hơn đúng không? Nhưng mà hạng 3 thì họ bao gồm cả những giáo viên của nhiệm vụ của tiểu học hạng 4 này rồi, đúng không? Thấy rất là rõ. Thì nếu mà tổng ra nó phải là 16 đúng không? Đấy. Thì trên họ là 7 mà ở đây là 9. Thì em nhớ từ khóa là giảng dạy giáo dục học sinh. Đấy, hạng 4 cũng có từ giáo dục giảng dạy học sinh đúng không? Rồi thứ hai là gì? Tham gia phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thứ ba là vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm. Thứ bốn là thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Thứ năm là chúng ta thấy hoàn thành các chương trình bồi dưỡng. Thứ sáu là phối hợp với đội thiếu niên tiền phong. Thứ bảy là tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thứ tám là chấp hành sự phân công kiểm tra đánh giá của cấp quản lý giáo dục. Và thứ chín là thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công. Đó là thấy là có 9 nhiệm vụ đối với giáo viên tiểu học hạng 4. Và sau này các em thi đỗ viên chức các em nhá, thì chúng ta sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ này đây. Vâng, chào bạn heo còi em nhá. Chúng ta cần nhớ lần lượt của từng nhiệm vụ, xong rồi hỏi đâu là nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai đến tận nhiệm vụ thứ 9 của giáo viên tiểu học hạng 4 em nhá. Em nhớ giúp thầy. Cái này thì buộc phải học thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi tiếp với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học 4. Với ta thấy với hạng 3 là chúng ta đã có 4. Nhưng mà với hạng 4 này thì chúng ta chỉ có 3 thôi em nhá. Đó là về chuyên môn nghiệp vụ, thứ hai là gì? Về ngoại ngữ và thứ ba là tin học, chứ chúng ta chưa có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 4. Như thầy nói rồi nhá, hạng 3 bắt đầu thi thăng hạng lên thì chúng ta mới có, còn hạng 4 này chúng ta không có chứng chỉ đó. Thì chúng ta nhớ có 3 thôi nhá, còn với giáo viên tiểu học 3 thì là có 4.
còn với giáo viên hạng 4 thì chỉ có 3, đấy kiểu đảo như vậy. Giáo viên tiểu học hạng 3 thì nó có 4 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, nhưng còn giáo viên tiểu học hạng 4 thì chỉ có 3 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng. Thứ nhất là với về chuyên môn như thế, nó là gì, về có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp, đúng không? Đó thì con thấy thì sau này thì cái trình độ chuẩn như thế, nó sau 1 tháng 7 năm 2020 thì cái này sẽ thay đổi, đúng không? Sẽ là đại học em nhá. Thế còn thứ hai thì chúng ta thấy là về ngoại ngữ đấy, nó sẽ là bậc 1. Thế còn hạng 3 thì chúng ta thấy cái này nó là bậc 2. Cái này các em chỉ là A1 thôi, đúng không? Theo thông tư 01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo các em nhá. Thứ ba thì nó là tin học về chung cho tất cả các hạng rồi. Đó là theo thông tư số 03/2014 các em nhá. Đấy, nhớ tin học về chuẩn sử dụng kỹ năng ngoại thông tin các em nhá. Đấy là xong 3 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với giáo viên tiểu học 4. Đấy, các em đầu tiên nhớ về chuyên môn, thứ hai là nhớ về ngoại ngữ, thứ ba là tin học. Vâng, chào bạn Nguyễn Thị Hằng và bạn Mai Hoàng. Chúng ta nắm nội dung thứ ba, đó là về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Vâng, em vào muộn thì em học sau cũng được em nhé. Em vào em tua lại hoặc là em học lại, thì chúng ta thấy lớp online chúng ta thấy là nó hay cái là học xong lưu lại, các em học đi học lại nhiều lần mới là tốt, đúng không? Đấy, chúng ta tham gia trực tiếp rồi nhưng mà chúng ta nên dành nhiều thời gian học đi học lại. Nội dung là chúng ta chưa rõ, chúng ta học lại bộ đề là chúng ta chưa rõ, thầy đã gửi bộ đề rồi, chúng ta làm đi làm lại rồi nghe các đáp án để thầy làm. Thầy thấy nhiều bạn như trong đây không nhầm là có bạn Ngọc Hà, thầy thấy rất là tích cực làm bộ đề đấy, bạn cứ vào làm đi làm lại trả lời đáp án rất là tốt em nhá. Thì quay lại liên quan đến tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên học 4, người ta hỏi là có bao nhiêu tiêu chuẩn, thì nhớ các em trả lời cho thầy ở đây là có 6 em nhá, 6 tiêu chuẩn em nhá. Thì các em nhớ cho thầy, thứ nhất là nắm được chủ trương đường lối, vâng, nắm được chủ trương đường lối. Thứ hai, thực hiện được kế hoạch chương trình giáo dục tiểu học. Thứ ba là vận dụng các kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý, đúng không? Thứ bốn là biết phối hợp với đồng nghiệp. Thứ năm là vận dụng được phương pháp đổi mới, đúng không? Thứ sáu là biết sáng kiến kinh nghiệm. Đấy, chúng ta thấy 6 cái tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên học 4. Một là nắm được chủ trương đường lối, hai là thực hiện được kế hoạch chương trình giáo dục tiểu học. Thứ ba là vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh học lứa tuổi. Thứ bốn là biết phối hợp với đồng nghiệp. Rồi thứ năm là vận dụng được phương pháp đổi mới dạy học. Thứ sáu là biết viết sáng kiến kinh nghiệm. Chúng ta nhớ các từ khóa như vậy, hỏi đâu là tiêu chuẩn thứ nhất, thứ hai về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 4, chúng ta nhớ được như vậy các em nhá. Thì chúng ta thấy tổng kết lại với giáo viên tiểu học 4 thì chúng ta thấy ở đây là công thức là gì, ở đây chúng ta nhớ là gì, 3 3 6 9, đúng không ạ? Đấy là 3 về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng với giáo viên học 4, 6 chính là gì, 6 tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiểu học 4, còn 9 là 9 nhiệm vụ, đúng không ạ, của giáo viên tiểu học hạng 4. Thế còn với giáo viên tiểu học hạng 3 thì chúng ta thấy ở đây, đúng không ạ, công thức ở đây để chúng ta nhớ được là gì ạ, chúng ta có là 4, đúng không ạ, 4 tiêu chuẩn về gì ạ, 4 4 6 7, đúng không ạ, 4 tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, đúng không ạ, của giáo viên học hạng 3, đúng không ạ, ta thấy rất là rõ, đúng không ạ. Rồi 6 nhiệm vụ của giáo viên tiểu học 3 và 7 tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đúng không ạ, ta thấy rất là rõ, 7 tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên học 3. Đấy, ta nhớ là 4 6 7 với giáo viên tiểu học 3, còn 3 6 9 đối với giáo viên tiểu học 4 các em nhá. Đấy, như vậy thầy đã hướng dẫn các em các từ khóa của thông tư liên tịch số 21 các em nhá, nằm trong giới hạn của Vĩnh Phúc các em nhá, cũng như là 11 nội dung của trong giới hạn của Vĩnh Phúc về điều lệ trường tiểu học dành cho các bạn tiểu học, thì các em giúp thầy học ôn luyện luôn các phần từ khóa này nhá, để tối chúng ta áp dụng nó vào làm bộ đề, thì bộ đề thầy đã gửi lên cho các em rồi, các em làm giúp thầy bộ đề đó để buổi tối thầy chữa bộ đề của điều lệ trường tiểu học và thông tư liên tịch số 21 các em nhá. Vâng, thì các em dành thời gian học, bây giờ thì chúng ta đang trong mùa dịch, thì các em cố gắng dành thời gian để ôn tập, các em có thể vào lớp để học hoặc là vào kênh YouTube thầy Phan Điệp Đoàn của thầy, các em đăng ký kênh rồi chúng ta học, dành thời gian ở nhà học nhé, hạn chế ra ngoài em nhé, trong trường hợp không cần thiết chúng ta không nên ra ngoài, ảnh hưởng đến cái việc mà lây lan dịch em nhé, hoặc là chúng ta bị nhiễm, không biết ra ngoài đường thì không biết thế nào cả, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là tính mạng của con người mới là quan trọng nhất, các em cố gắng dành thời gian ôn tập nhé em nhé, sau khi mà dịch qua đi thì kỳ thi sẽ được tổ chức và khi đó thì chúng ta sẽ có đủ kiến thức để tham dự kỳ thi em nhé, được chưa ạ? Bạn Vũ Hằng khi nói bộ đề thì như thầy nói rồi, để lấy bộ đề nó có hai cách,
nhá. Như thầy khi mà em đăng ký thầy đã hướng dẫn rồi, rất là dễ dàng đúng không ạ? Một là thầy nói khi vào lớp thì em nháy vào chữ Vĩnh Phúc 120 ở bên phải màn hình, trong đó có đầy đủ thông tin về lịch học đúng không ạ, rồi bài giảng, rồi bộ đề tài liệu. Cái bộ đề nó up trong ngày thì em kéo xuống nó đầy đủ, thầy ghi là bộ đề phần chung và phần riêng nhá. Phần riêng cho các bạn tiểu học, phần riêng cho các bạn trong cơ sở, thì phần riêng chính là sẽ có thông tư 21 dành cho các bạn tiểu học. Đấy. Còn em dùng máy tính, còn em dùng điện thoại thì em kéo xuống chỗ chủ đề bài viết phổ biến thì vẫn thấy tên lớp Vĩnh Phúc 120, cũng như vừa rồi như ở phần máy tính thầy nói là có đầy đủ các bộ đề tài liệu nhá. Đúng không ạ? Đầy đủ. Nếu còn em chỉ lấy mỗi cái tài liệu bộ đề thì em nháy vào chữ file ở bên trái màn hình máy tính nhá, thì nó sẽ hiện đầy đủ. Phần chung là cho cả hai khối, phần riêng thầy ghi rõ là phần riêng cho tiểu học, phần riêng cho trung học cơ sở rồi các em nhá. Thì thầy đã hướng dẫn rất là kỹ các em nhá. Thì khi thầy hướng dẫn cái gì các em vui lòng đọc kỹ, nhiều bạn thì chắc là vội quá cứ đọc qua loa, các em vui lòng đọc kỹ nhá. Thầy đã hướng dẫn là chi tiết và xây dựng sao cái lớp chúng ta nó smart nhất để nó tiện dụng cho các em, chúng ta đỡ mất thời gian để học hiệu quả các em nhá. Thì thống nhất như vậy các em nhá, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối nay các em nhá. Thì các em làm bộ đề về tối thầy sẽ giải đáp hai bộ đề về điều lệ trường tiểu học và thông tư liên tịch số 21 các em nhá. Và xin chào các em, cảm ơn các em rất nhiều.